Đức Giáo Hoàng nhắc tín đồ giữ đạo đức làm người, tin từ Osista, Italy. Hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Francis đã đến thăm một ngôi nhà thờ ở thị trấn ven biển Ostia Lido, phía nam Rome và nhắc nhở các giáo đoàn về sự quan trọng của vấn đề đạo đức trong hoạt động của giáo hội. Đức Giáo Hoàng 78 tuổi bước lên các bậc thang, đến bàn thờ trong tư thế không mấy vững vàng để cử hành thánh lễ, đã nhắc nhở các giáo dân rằng tất cả mọi người đều là tội đồ, Đức Giáo Hoàng nói rằng Chúa Giêsu muốn mọi người làm hai việc là ở cùng với Chúa và phải làm người có đạo đức. Đức Giáo Hoàng đã gặp nhiều nhóm tín đồ thuộc các giáo xứ khác nhau và Ngài yêu cầu những người lớn tuổi cũng như những người đang bị ốm cầu nguyện cho Ngài vì Ngài đã quá lớn tuổi và đang bị suy yếu. Nói chuyện với các giáo dân trong một cuộc gặp gỡ riêng tư, Đức Giáo Hoàng đùa một cách vui vẻ, đã tạo nên những tràng cười và vỗ tay của cử tọa. Ngài nói, tôi hơi già và hơi yếu, nhưng không nhiều lắm. Mặc dù đức giáo hoàng xuất hiện trước mặt mọi người trong trạng thái khỏe mạnh, nhưng ngài đang là trung tâm của sự chú ý về tình trạng sức khỏe, đặc biệt từ khi người tiền nhiệm của ngài từ chức hồi năm 2013 vì lý do tuổi tác và sức khỏe kém.